vãi nồi thật. Mới vào trận đầu tiên được các bạn. Không hiểu kiểu gì khi mà mình vào chơi trận đấu đầu tiên đấu đỉnh cao đấy thì cái nick này đã có một trận đã có tỷ lệ thắng là 0%. Mình chỉ còn đúng 43 điểm nữa. Nói chung là chơi thêm một trận nữa nha. Mình chơi thêm một trận nữa là mình sẽ lên được top 50 các bạn ạ. Nhưng mà hai các bạn. Rồi và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục quay trở lại với VWIC Gaming. Và mình là Vua các bạn ơi. Được rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đến với đó chính là series đấu đỉnh cao các bạn ạ. Thì hiện tại ấy, là mình đang có một cái nick là điểm đỉnh cao nó đã bị tụt. Thì mình không biết làm sao là cái bạn chủ hạc hồi trước là chơi như thế nào, hay là kiểu làm như nào thì mình không biết là bị tụt xuống. Thường các bạn biết ấy, là thường điểm bình thường ấy là nó sẽ 1200 điểm, nhưng mà cái nick này ấy là chỉ là 1191 điểm thôi các bạn ạ. Đấy, thế này là mình cũng khá là thắc mắc, nhưng mà thôi không sao đi. Được rồi, thì vị tướng hôm nay mình sẽ đấu đỉnh cao ấy cũng là cục top server luôn, thì đó chính là Hayate các bạn ơi. Trời ơi, quá là đỉnh luôn. Thì hiện tại ấy, là nick Hayate này đang là top 66 Việt Nam các bạn ạ, với trang phục Hayate tử thần vũ trụ luôn nhá. Được rồi, vì là top 66 ấy, thế nên là để mà leo lên top 50 thì cũng sẽ khá là nhanh. Thì sau khi mà mình vào cái khu chiến khu chiến lực của cái vị tướng và cái nick này ấy, thì hiện tại là đang là 5831 điểm, và chỉ còn đúng 180 điểm nữa là sẽ lên được đó chính là top 50 các bạn ạ. Thì đối với mình ấy, 180 điểm này rất là bình thường. Thì hầu như là nếu các bạn xem mấy lần mình đấu đỉnh cao ấy, thì mình có một lần mình leo lên tới tận 500 điểm 600 điểm luôn cơ. Thế nên là chỉ với 180 điểm này thì vô tư, chủ yếu là mình chơi ấy thì cái trận đấu đấy cứ được cộng điểm nhiều hay không thôi, chứ hiện tại là mình đang chơi những cái trận đấu là mình cộng điểm khá là ít. Thế nên mình mong sao là ngày hôm nay, ngay tại đây, một đêm đấu đỉnh cao ngày hôm nay ấy, mình sẽ leo lên được top 50 luôn. Chỉ đánh với 180 điểm này thì khá là dễ dàng các bạn ạ. Được rồi, còn thì bây giờ cuộc hành trình leo điểm, leo lên top 50 bắt đầu các bạn ạ. Vãi nồi thật. Mới vào trận đầu tiên được các bạn. Thì ra mình hiểu lý do tại sao mà mình bị trừ điểm đỉnh cao rồi. Không hiểu kiểu gì khi mà mình vào chơi trận đấu đầu tiên đấu đỉnh cao này ấy, thì cái nick này đã có một trận, đã có tỷ lệ thắng là 0%. Với 5 trận chơi rồi, 5 trận đấu đỉnh cao rồi các bạn ạ. Thì mình không biết là bạn chủ nick hồi xưa ấy thì bạn chơi cái gì, hay là làm sao mà tự nhiên bị thua hẳn 5 trận luôn các bạn ạ, và tỷ lệ thắng 0%. Thì bây giờ coi như là ngày hôm nay vừa leo điểm vừa lấy lại tỷ lệ thắng luôn nha mình ý. Đó, thì ở trận đấu đầu tiên này mình vẫn pick được hai cho te, và bên te mình ấy là có cả Charlotte hết sở quốc các bạn ạ. Và bên kia cũng có là một cái trang phục mới có tên là Omen gì ấy. Trang phục đấy thì mình vẫn chưa chơi cho các bạn xem, nhưng chắc để nào là mình sẽ chơi. Đó, thì ở trận đấu này mình sẽ đối đầu đó chính là bên kia là Violet các bạn ạ. Mặc dù là đầu game thì Alice đi hỗ trợ cho rừng tem mình ấy, nhưng mà các bạn có thể thấy là đầu game mình vẫn chơi đam, mình vẫn solo đam lại được với lại Violet nhá. Chẳng qua nếu không có Malok ấy, mình thấy không có Malok còn có khi là mình giết luôn cả Violet ấy. Nhưng mà hên nhá, hên là có Malok ấy, đã thế một lúc sau nhá. Vera còn tới ganh nữa cơ, nhưng mà cũng may là có UE tới hỗ trợ cho mình kịp các bạn ạ. Nhưng mà một lúc sau ấy thì các bạn có thể nhìn thấy đây, thì tem bạn bắt đầu ganh mình khá là nhiều sau khi mà rừng quan xong vài bãi rồi các bạn ạ. Đó, và đương nhiên là chỉ có mỗi mình với lại Alice ở đây thì không thể nào mà trụ nổi tem bạn ấy lúc sau ấy. Thì Florentino đã sử dụng ulti khá là đẹp bắt được mình, nhưng mà cũng may là mình còn ulti mình chạy về được. Nhưng mà ai có rẻ vì sự chủ quan của mình ấy, thế là mình cũng bị Malok ulti tóc biến và giết được mạng của mình nhá. Và Malok là một pha mid chip bull kill các bạn ạ. Và đương nhiên rồi, Charlotte cũng không thể nào mà làm được gì ở ngay pha này đó. Và đương nhiên là một pha cực kỳ lỗ của tụi mình nhá, ăn được một mạng và đổi tận 4 mạng các bạn ơi, khá là đen. À, và kể từ khi bắt đầu là pha đấy ấy, Malok giờ xanh vãi nổi, một con xúc bọt bọc khỏe thì bây giờ làm sao chơi nổi các bạn. Đấy, đương nhiên là chắc chắn là rừng tem mình sẽ tới hỗ trợ rồi, nhưng mà chưa kịp hỗ trợ ấy thì bị Vera làm nửa cây máu trắng cây một siêu máu đi về luôn. Đó, và đương nhiên mình cũng phải về rồi. Sau khi mình về xong ấy, mình lại lên trên mình đép, nhưng mà cứ tưởng đép được như không, Malok quyết định ulti vào luôn bởi vì có floor các bạn ơi. Và đương nhiên vừa mất mạng vừa mất cả trụ đấy, một pha cực kỳ lỗ của tụi mình. Nhưng mà cứ nghĩ là pha này là cũng tem bạn cũng về, nhưng không, tem bạn quyết định là vẫn lao vô chơi. Vera thì đang ở đây hình như là không, nói chung là không phát hiện mình ấy. Thế nên là mình biết phát hiện kịp thời, mình ulti tóc biến, mình giết được mạng của Vera nha các bạn. Nói chung một pha chủ quan của Vera nha, ăn rất là tham nha, giết được mạng của SP tem mình rồi, lên cái trụ rồi vẫn ăn, vẫn cố gắng farm. Nhưng mà mặc dù ăn được một mạng của Vera thôi, chứ thực chất là bây giờ ấy tụi mình vẫn đang cực kỳ mất lợi thế, cực kỳ thọt tiền các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là sau khi mà mình mất trụ ở dưới sau ấy, đương nhiên là mình sẽ đi ra đây mình farm mid cùng với UE rồi. Nhưng mà các bạn thấy không, mình phải công nhận một điều, bên kia ấy mà Malok chơi ghê vãi nổi, đánh đúng ao trình bên tem mình luôn, chơi không nổi không các bạn. Là thế ấy, bên tem mình cực kỳ mỏng SP ấy, thì là Alice nữa đó. Pha này thì mình cũng cố gắng mình rỉa, nhưng mà cũng không thể nào mà đẩy máu nổi Malok các bạn ơi. Và vừa mất trụ mà còn vừa mất mạng của UE nữa nha. Đó, và sau khi mất trụ trên, mất trụ mid, thế là bây giờ mình lại tiếp tục di chuyển xuống dưới đây để mình giữ trụ dùng với Yuka các bạn ạ. Đó, và sau khi mà mình xuống dưới xong cứ tưởng là được farm, nhưng mà tem bạn lại tiếp tục đánh nhau các bạn ơi. Mà Lock lại ulti ở đây hất tung chúng mình, nhưng mà cũng may ấy là anh ta quẹt nhầm chỗ các bạn ạ, thế là mình vẫn chạy về được ở ngay pha này nhá.
nhưng mà chạy về xong thì cũng nát cái trụ các bạn ạ. Đó, và chỉ mới tầm 8 phút thôi là tụi mình nát vãi nồi, nhưng mà cũng may các bạn cũng để ý pha này nhá. Nhờ pha này mà Yuka rỉa được máu ấy, mình quyết định mình anti tốc biến và giết được mạng của Violet nhá. Nhưng mà cũng hên là Malok cũng anti tốc biến lại nhưng mà không đủ đam các bạn ạ, và tụi mình đã được lấy được cái mạng sắt đao của Malok. Và đã thế nhá, mình và Yuka lại tiếp tục ăn được thêm mạng của Florentino đó các bạn ạ. Và đây là một pha lời của tụi mình nhá, sau khi mà tụi mình giết được mạng của Violet đấy và tụi mình giết được thêm 3 mạng nữa, một pha combat rất là lời của tụi mình các bạn ơi. Đó, và nhờ thế, nhờ cái pha vừa nãy mà tụi mình lấy được lợi thế thì tụi mình cũng ăn được con Shiza. Nhưng mà ai có rẻ, sau khi ăn Shiza xong ấy thì các bạn có thấy bạn trả lốt không? Thì bạn trả lốt đấy, sau khi ăn con Shiza này thì tự nhiên bị AFK các bạn ạ. Thì mình không biết là bị mất điện hay là bị mất mạng hay là bị gia đình anh hay là bị cái gì đấy. Nói chung là mình chỉ biết là bạn này AFK đó các bạn ạ. Và tự nhiên một trận đấu vừa nãy có lợi thế thì đang vừa ăn con Shiza xong thì bây giờ anh ta AFK các bạn ơi. Và các bạn phải hiểu nhất là trận này team mình đang cực kỳ phế, cái team mình thọt vãi nồi ra. Nói chung là không biết anh ta AFK kiểu gì các bạn ạ. Không phải là AFK hẳn luôn nhá, mà hoặc là xóa tắt game luôn nhá, mà là anh ta kiểu như là vừa làm cái gì xong vừa chơi các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy nhá, là anh ta vừa chơi xong rồi vừa làm cái gì ấy. Cho nên đến cái trận này là trận này team mình đã thua rồi. Team mình đã bị thọt rồi đó. Thế là các bạn có thể thấy pha này thật thế không? Yuka trận này team mình chơi cũng hay cơ. Nếu như mà Charlotte mà không AFK ấy, thì chắc chắn là để đến như pha quát này các bạn thấy không? Pha quát này thì tụi mình có thể win, nhưng mà không. Anh ta AFK cái đấy cứ vô lại thấy không? Cứ vô chơi xong rồi thoát, vô chơi không thoát, cũng rất là khó hiểu. Và ok, đương nhiên trận đấu này tụi mình đã thua các bạn ạ. Nói chung là cũng chấp nhận thôi, cũng không biết là bạn ấy bận cái việc gì, nhưng mà cũng coi như thông cảm các bạn đây. À, và cũng may không hiểu kiểu gì thì trận đầu này mặc dù mình thua nhưng mà mình không bị trừ, cũng không cộng. Nói chung là trận này mình không bị trừ điểm luôn các bạn ạ, cũng khá là hên nhá. Đấy, nhưng mà không, cũng phải tố cáo bạn này vì ảnh hưởng tới game của người khác các bạn ạ. Mình mà không tố cáo thì chắc chắn là team mình cũng tố cáo thôi. Được rồi, và cũng đến với trận đấu thứ hai. Thì trận này mình vẫn lại tiếp tục pick cái con Hayate. Đó, và trận này mình gặp bên kia đó chính là top Murat và là top Velez các bạn ạ. Nhưng mà các bạn biết gì không? Cứ nghĩ là trận này ấy, thì cái trận vừa nãy ấy là có người AFK thì đã đỡ rồi. Nhưng mà ai có rẻ, trận này mình lại tiếp tục lại gặp ông Richter bên team mình AFK các bạn ạ. Mình không biết, nói chung là mình leo lanh cũng khá là xui các bạn ơi. Mình chơi cực kỳ xui luôn nha. Đấy, nhưng mà cũng không trách được đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là người ta AFK nhưng mà cũng không biết là người ta bận cái gì đó. Để như như trận đấu này tiếp. Mặc dù pha này mình đánh hơi ổ có chút xíu các bạn ạ. Đó, và đương nhiên trận đấu này ấy, nếu như mà là bút bẩn hay gì đấy thì team mình vẫn có thể chơi được. Nhưng đàn này AFK 4v5 thì nó rất là khó các bạn ạ. Đã thấy team bạn bên kia chịu rất là ghê, làm sao mà chơi nổi. Đó, và đương nhiên AFK ấy, thì mình sẽ để anh ta đi chung với mình các bạn ạ. Thế nên là để anh ta ở nhà thì cũng hơi khổ chút xíu. Nhưng mà một lúc sau ấy, sau khi mình để đi theo tôi ấy, nhưng mà đi theo tôi xong thì mình sợ lại fit. Thế thôi, mình quyết định là mình để cho anh ta ở nhà luôn các bạn ạ. Đó, vậy nên là bây giờ đây sẽ là một trận đấu 4v5 nha các bạn. Biết sao giờ. Nhưng mà cứ nghĩ là trận đấu này ấy, 4v5 thì có thể chơi được, nhưng không. Team bạn đánh khỏe quá các bạn ơi. Mặc dù là tụi mình cũng cố gắng đấy, tụi mình cũng cố gắng chơi đấy, nhưng mà 4v5 thì không thể nào mà chơi được các bạn ạ. Và thế là sau một hồi, tới phút thứ 6 mà tụi mình chơi ấy, thì pha này mình quyết định là mình nhấn đầu hàng luôn. Thì bởi vì là tốn thời gian các bạn, vừa tốn thời gian vừa đánh chắc chắn là không thể nào mà win rồi, nên thôi chuyển sang trận mới đánh cho lẹ các bạn ạ. Đó, và trận đấu này đương nhiên là phải đầu hàng các bạn. Thế mới chơi hai trận thôi, hai trận gặp hai ông AFK ảo thật đấy. Nhưng mà lại tiếp tục nhá, trận này mình lại không bị cộng điểm nào, không bị trừ điểm nào các bạn ạ. Ảo thật đấy, chắc là tại AFK nhỉ. Mình không biết là có phải do AFK nên là được bù điểm không, nhưng mà thôi cũng ok đấy. Đấy, và cùng đến với ngay trận đấu thứ ba nhá. Mình mong sao là ở trận đấu thứ ba này thì mình gặp team không AFK thôi được. Bây giờ chỉ cần mong không AFK thôi. Đấy, thì trận này mình sẽ gặp bên kia thì cũng không có top gì cả, nhưng mà trận này cũng đánh khá là căng ấy. Thì ở ngay đầu game các bạn có thể thấy là mình với lại Slim ấy đã tranh nhau con quái này, nhưng mà Slim đã có một pha phóng lao tranh được con quái thành công, nhưng mà cái giá phải trả gì đó chính là ăn nguyên combo phi tiêu của mình và chiến công đầu dành cho mình nha các bạn ơi. Đó, và trận này team mình không ai AFK nhá. Có thể là chơi ổn thỏa rồi, nhưng mà các bạn cũng để ý pha này này. Pha này ấy, tụi mình bắt đầu ăn rồng, Toro bắt đầu lao vô. Thì mình nghĩ nếu như pha này nhá, các bạn cũng để ý là Rat với lại Batman với team mình ấy đầy đủ anti luôn. Thì nếu như mà dồn sát thương vào Toro ấy thì mình thể đảm bảo pha này đủ đam luôn. Nhưng mà ai có rẻ là team mình vô hơi chậm các bạn ạ. Đấy, Batman còn xài chiêu hụt hết cơ, thấy không? Đấy, nếu mà mình nghĩ là Batman mà vừa nãy mà xài chiêu vô Toro thì có thể là tụi mình ăn được mạng của Toro và ăn được cả con rồng ấy. Nhưng thôi không sao, ít nhất là tụi mình ăn được con rồng các bạn ơi. Đó, coi như pha vừa nãy không ăn được Toro thì pha này mình ăn được các bạn ạ. Nói chung là mình cũng không hiểu là anh Toro này đang làm cái gì. Anh ta đánh rất là hổ báo các bạn ạ. Đấy, không ăn được Toro vừa nãy thì bây giờ tụi mình ăn được pha Toro pha này. Đã thấy ăn được cả mạng của Slim nữa cơ các bạn ơi. Một pha ganh thành công của Rat nhá. Đấy, và mình cũng thắc mắc cũng rất là khó hiểu nhá. Các bạn cũng để ý pha này này đấy. Pha này các bạn biết Toro đang làm cái gì không? Mặc dù là team bạn đang tít ở trên nhá,
mình thấy Toro lao lên pha này mình còn phải nhìn minimap không biết là tem bạn có ở trên không, tại do tự nhiên thấy tem bạn lao lên ấy. Và pha này hơi xui nha, pha này hơi xui một tí là Elo bên tay mình bị tem bạn hạ các bạn ạ. Mặc dù tụi mình không gỡ lại được, nhưng mà không sao, lúc này là lợi thế của tem mình đang rất là cao rồi các bạn ơi. À, mặc dù là lợi thế cao đấy, tem bạn còn hổ báo pha đấy, các bạn cũng để ý pha này nhá. Pha này mình đã làm một pha out nhây rất là ghê, bởi vì mình phát hiện là sau khi mà Slim ấy sử dụng cái chiêu một phóng lao không trúng là mình quyết định mình ăn ti tốc biến lao lên luôn, và mình giết được mạng của Slim và cả Nakaroot nữa. Sau khi Nakaroot cũng không giết được mạng nhá. Đấy, và sau khi tụi mình giết được 4 mạng xong thì Omen cũng đẩy lên trụ trên luôn, đẩy hẳn cái trụ xuống cấp luôn các bạn ạ. Chỉ cần thả một chút đấy, nói chung là trận nào mà gặp Omen với lại mấy con mà bào trụ nhanh ấy, để cho con tướng đấy mà nó bào được là tới một chuyện luôn. Đấy các bạn thấy không? Pha này thì mình cũng bị Slim giết được do là đủ đam, nhưng không sao. Pha này tụi mình lời rồi, một con Shiya, 3 cái mạng thì làm sao mà tem bạn chịu nổi đúng không? Và mình đương nhiên là trận đấu này tụi mình đang có lợi thế rồi. Và các bạn cũng để ý nhá, trận này ấy là mình đóng một cái giải hồi vệ, một cái khiên tất truyền. Thế nên là mình cũng không sợ ngộ không các bạn ạ. Thường thì trận nào mà mình gặp ngộ không ấy là mình toàn lên bùi đồ này thôi, hoặc là những trận nào mà toàn gặp tên bạn mà full giáp ấy. Thế nên là các bạn có thể lên cái bùi đồ như mình nhá. Đấy thì nhờ cái mình lên bùi đồ đấy, thế nên là mình đã giết được mạng của ngộ không mà. Là thế pha này mình cũng rất là khó hiểu nhá. À không, cũng hên. Mặc dù là bên kia có Na ấy nhảy vô ấy, nhưng mà anh ta chừng trị không kịp hay gì ấy. Thế nên là tụi mình đã giết được mạng à đâu, đã lấy được con Shiya nhá. Cứ tưởng là bị cướp cơ, nhưng hên là không bị cướp các bạn ạ. Đó, và cứ thế mà xong lên thôi. Pha này mình quyết đoán về tốc biến lên luôn, bởi vì mình biết là Vera vừa dồn full combo vô tên bạn rồi. Đó, Nagarot cố gắng đánh mình ấy, nhưng mà đánh đâu được. Biết là đánh được đấy, nhưng mà không đủ đam, bởi vì là tui trâu lắm. Các bạn thấy không? Bùi đồ khá là chuẩn chỉ luôn. Đấy, và sau hơn 13 phút đánh nhau các thứ, còn một mình Slim ấy thì Slim không thể nào mà đép nổi ở ngay pha này các bạn ạ. Và chắc chắn rồi, tụi mình đã win được cái trận đấu này nhá. Nice, thấy chưa? Nếu như mà hai game đầu ấy mà hai bạn kia mà không bị bận, không bị AFK, chắc chắn là mình có thể win rồi. Nhưng mà cứ tưởng là trận này được cộng cao, nhưng mà trận này mình cộng được có 24 điểm các bạn ạ. Ít đúng không? Chắc là bù cho hai trận thua vừa nãy. Rồi, trận này thì mình gặp ông bên tem kia là cục tím Toro các bạn ạ, nhưng mà đánh khá là buồn cười nhá. Tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Thì trận này mình sẽ đối đầu bên kia là Violet các bạn ơi. Thường thì mình cầm con Hayate này thì mình chỉ ngán mấy con Stuart thôi. Nói chung mỗi con Stuart thôi, còn mấy con khác thì mình vẫn chơi vô tư các bạn ạ. Đấy, và trận này nhá, mình quyết định là mình mang thanh tẩy cho bên kia là pick Gildu các bạn ạ. Thế nên là cầm thanh tẩy là một việc đúng đắn, với lại bên kia có cả Vera nữa. Đó thì ở ngay đầu game tụi mình đã có một pha gank thành công sau khi mà tem bạn sử dụng hết anti rồi, nhất là thanh niên Jan nữa các bạn ạ. Jan vừa anti gank mình mà gank không được. Thế nên là nhờ pha tát của Eber ấy, mình ăn được mạng của Jan nha các bạn. Nhưng mà một lúc sau ấy, cứ nghĩ là pha này là tụi mình quyết định lui rồi, nhưng mà tem bạn có vẻ chiến. Tên bạn vẫn muốn đánh nhau các bạn ạ. Đấy, và cái giá phải trả gì? Đó chính là Gildu một lúc sau ấy cũng nằm xuống luôn các bạn ạ. Nói chung là cũng rất là thắc mắc tên bạn nhá. Tên bạn đánh rất là hổ báo các bạn ạ. Đấy, cả Vera với cả Gildu nằm xuống luôn, nhưng mà lại tiếp tục. Ở ngay pha này, nếu như mình mà là Violet ấy thì mình sẽ lui pha này rồi, nhưng Violet quyết định không lui các bạn ơi, và cái giá phải trả gì? Violet cũng nằm luôn các bạn ạ. Nếu thật pha này là lộ tầm nhìn rồi, mình mà là Violet mình lui luôn đấy, chứ mình không thể nào mình dám mình lao lên như thế đâu. Và cái giá phải trả cho thằng Violet nằm xuống được các bạn. Đấy, và pha này tụi mình rất là lời luôn, ăn tận 4 mạng liên tục luôn mà các bạn. Nhưng mà tiếp tục đến ngay pha này ấy, pha này thì Eber lại tiếp tục có một pha tát rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà các bạn biết xui một cái là gì không? Xui là Gildu có anti, mình thì hết thanh tẩy rồi. Mặc dù là Eber cố gắng cứu mình ấy, nhưng mà cũng cứu không kịp các bạn ạ. Nhưng mà cũng không sao, cũng may là Rat tới kịp. Đấy, gỡ được cái mạng này, ăn được double kill. Và mình phải công nhận trận này tem mình chỉ hay nha. Trận này tem mình chỉ hay lắm các bạn ạ. Chỉ hay cực kỳ đấy, mỗi lần mà tem bạn gank ấy thì tem mình cũng có người gank. Tem bạn cũng gank ok đấy, tem bạn cũng gank khỏe đấy. Nhưng mà tem mình gank khỏe hơn các bạn ạ. Đó. Mà chỉ cần tem bạn sơ hở một cái là mình chơi thôi. Mình cầm con Hayate này mình tự tin lắm. Mặc dù mình ba thanh tẩy ấy, nhưng mà Eber vẫn lên cái thanh tẩy, thêm một cái thanh tẩy đó cho chắc các bạn ạ. Lúc sau ấy, Eber tem mình có AFK các bạn ạ. Trời ơi thật, mình không hiểu kiểu gì chi game mà toàn bị AFK thôi. Ảo ma vãi nồi ra. Nhưng mà không sao nhá. Mặc dù là Eber AFK hay là anh ta vừa vô lại, nhưng mà ít nhất là vừa vô lại thì tụi mình bị mất cái trụ rồi các bạn ạ. Nhưng không sao. Mặc dù là bất trụ nhưng mà lợi thế của tem mình vẫn rất là ok các bạn ạ. Pha này thì mình cũng đang có một pha solo kill cùng với Jan nữa kìa. Trời ơi vừa ngọt các bạn thấy không? Vừa ngọt vừa xít xoát một xíu máu luôn. Vừa đủ ăn luôn. Đấy, nói chung tầm này là khỏe. Ăn con Shiya xong bây giờ phá trụ này. Đó, nhưng mà thề pha này Eber hay dã man à các bạn, có để ý pha này nhá. Pha này mình tính vào mình hỗ trợ Eber đấy, nhưng mà do mình thấy có Gildu nên là mình lui nhá. Sau khi mà thấy Eber còn sống mình lại tụi mình vào. Nhưng mà Gildu lại tiếp tục đứng ở đây các bạn ạ. Thế nên là mình không thể nào mình cover cho Eber được. Nhưng mà không sao, cũng may là
ít nhất là Iber cũng đã câu kéo thành công để cho mình với lại Ngộ Không ăn lại ba cái mạng còn lại nhá. Nói chung Iber pha đấy hay ấy, một mình Iber lùa có tận 3 thằng là các bạn hiểu rồi. Và đây sẽ là một pha quét sạch đầu tiên của tụi mình. Đấy, chỉ với 10 phút nha các bạn. Đấy, và tới tầm này thôi thì mình đảm bảo các bạn là chắc chắn là trận đấu này là tem bạn không thể nào mà cứu vãn được rồi. Hoặc là phải chờ nha, chờ Gian lên cấp 12 thì chắc chắn là tem bạn sẽ có thể lật keo được. Bởi vì là Gian cũng khá là khỏe mà đúng không? Nhưng mà thôi, bây giờ cứ ăn rồng trước đã. Một con rồng nha. Ăn rồng xong xuống dưới ăn con Shiza này. Nhưng mà tính ăn con Shiza thì tự nhiên tem bạn cũng xuống dưới đây. Thế là Rat bị Vera tốc biến lao lên được. Đấy, Gian thì cố gắng bắt mình nhưng mà quên mất mình là một con Hayate siêu cơ động. Mình nhấn lên, mình thanh tẩy, mình né được cái hất tung của Hayate. À đó, của Gian, mình ăn được mạng của Gian. Nhưng mà bị Booster nằm xuống. Nhưng mà Booster sau khi mà ăn được mạng của mình thì tem bạn cũng nằm xuống. Chỉ còn một mình Booster sống thôi. Nhưng sau khi mà Booster hồi sinh, Booster biến về ấy, Booster cũng không thể nào mà đép nổi cái trụ này. Và đương nhiên pha này ấy là tem mình ăn mạng, ăn trụ thành công rồi. Và lại tiếp tục. Đương nhiên là tụi mình đã huy được trận đấu này các bạn ơi. Trời ơi, chứ còn cái gì nữa. Trận này tem tôi chơi hay quá, 10 điểm 10 điểm không có nhưng các bạn ạ. Trận này tem mình mấy ông đều chơi hay nha. Và mặc dù chơi hay đấy, nhưng mà cộng có 24 điểm các bạn ạ. Thế chơi nãy giờ không hiểu kiểu gì, cộng có 54 điểm. 24 điểm. Nhưng mà thôi, ít nhất cộng điểm là ok rồi. Tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Trận này thì mình sẽ đối đầu bên kia, đó chính là Erin các bạn ạ. Khá xui cho bạn Erin này. Nếu như mà là Erin phiên bản hồi mới đây chưa bị nép ấy thì chắc chắn là mình sẽ sợ. Nhưng mà các bạn nên biết là Erin bây giờ đang bị nép, thế nên là hầu như người ta toàn lên phép thôi. Lên phép đam mới to. Còn lên đam bây giờ ấy nó đuối lắm các bạn ạ. Thế nên chắc chắn là ngay đầu game ấy là tụi mình đã có một pha gank khá là thành công nha. Tụi mình còn qua cướp rừng còn ăn được cả mạng mà. Nhưng mà pha này thì mình lên hơi cao một chút xíu, thế nên là mình đã phải trả giá pha này. Nhưng mà cũng may là mình không, cũng không phải là may nha. Ăn được mạng của AoE. Nhưng mà các bạn có nghĩ là mình sẽ chết không? Không, mình đâu có chết. Mình đâu có chết. Mình vẫn chạy về được các bạn ạ. Ôi, mình tưởng pha này mình nằm số được cơ, ảo thật đấy. Nhưng mình vẫn chạy về được các bạn ạ. Đấy, và cứ thế nhá. Được đà xông lên, tụi mình bắt đầu là có lợi thế rất là cao các bạn ạ. Nhưng mà kể từ pha này bắt đầu đây. Bắt đầu là kể từ pha này các bạn ạ, tem mình bắt đầu bị yếu, tem mình bắt đầu bị lật kèo lại, tem mình bắt đầu bị thua tiền, tem mình bắt đầu bị thua mạng, tem mình bắt đầu bị fit, tem mình bắt đầu bị phế. Đó, và tụi mình mất tận 3 mạng các bạn ơi. Thề xui dã man luôn. Đấy, và kể từ đấy nhá. Và kể từ đấy đôi ta chẳng thấy nhau. Mình cứ anti, Timmy bút anti nhưng mà anti khá chậm, thế nên là mình vẫn phải nằm số ngay pha này. Nói chung pha này mình cũng lỗi pha mình quá. Mình quên mất là Timmy có anti mà mình tự nhiên mình lại quên, mình không dám chơi các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao. Không sao các bạn ạ. Lỗi mình. Đây. Và lùi lại tiếp tục các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì trong những lúc đang chiêu chiêu ấy thì một lúc sau mình để ý là tự nhiên con AoE ấy đang trở thành thần thánh rồi các bạn ạ. Và đương nhiên là Timmy nằm xuống rồi, chỉ còn một mình ở đây thôi. Chắc chắn là mình không thể nào mà mình đép nổi cái trụ này rồi các bạn ạ. Và đương nhiên là mình sẽ phải để cái trụ này cho tem bạn ăn rồi. Khá là xui, đã thế AoE lại tiếp tục thần thánh các bạn ạ. Đấy, và sau khi mà mình mất trụ xong mình sẽ đi lên trên đường mid để mình ép. Chứ bây giờ mình làm sao mình dám lên được, bởi vì qua AoE mà các bạn, mình sợ mình nằm xuống lắm. Đó, và các bạn có để ý pha này nhá. Pha này thì mình quyết định là mình chơi thử với AoE luôn. Bởi vì là con Hayate cũng chơi được mà đúng không? Nhưng mà sau khi mà mình bị nằm xuống pha này ấy, mình vào mình nhấn tháp thử. Mình vào mình nhấn vào chỗ chỉ số ấy thì mình thấy anh ta 11. Mình kiểu oh my god, cái gì mà 10 mạng đây? Ảo thật đấy. Tem bạn ăn 12 mạng mà một mình ông AoE ăn hết 10 mạng rồi. Ảo, quá là ảo. Nhưng mà không sao nhá. Tem mình ấy sợ là sợ AoE thôi, chứ mấy thằng khác cũng sợ các bạn ạ. Nói chung là tem bạn là thắng thua tại AoE mà. AoE mà còn sống là tem bạn khỏe. Mà AoE mà không làm gì cả, AoE nằm xuống thì AoE đi. Pha này thì đương nhiên là mình bảo thôi, không có AoE là mình không sợ. Với lại mình bảo các bạn đấy, giống như vừa nãy là trận này mình cũng lên dạy hồ vệ với lại cái khiên thất truyền. Bởi vì sao, bên kia có Ngộ Không đấy. Nói chung là các bạn chỉ cần đóng cái dạy hồ vệ cho mình. Gặp Ngộ Không thì mình khuyên các bạn ấy, cứ đóng cái dạy hồ vệ cho mình là được, là không bao giờ sợ Ngộ Không đâu. Nhưng mà sợ thì vẫn sợ con AoE này các bạn này. Nhưng mà mình không có sợ, bởi vì là mình có chiêu 2 để mình ao nhây. Nhưng mà đam anh ta vẫn to, nói gì thế anh đam anh ta vẫn to. Iggy thì pha này ulti hơi chậm, ulti mà nhanh tí nữa có thể giết được mạng của AoE rồi đấy. Nhưng mà thôi không sao, ăn được mạng của mình nhưng mà không ăn được mạng Iggy đâu. Trời ơi, tí nữa nằm xuống. Hên dã man à. Anh này có vẻ khá là hên đấy. Đấy, bắt đầu anh ta cảm thấy mình xanh rồi. Anh ta gì bắt đầu mới nhìn thấy mình đâu sợ. Bởi vì sao, bởi vì mình có chiêu 2 các bạn ạ. Mình có thể ao nhây được, mình quyết định mình lao lên để mình chơi này. Nhưng mà ai có rẻ, trời ơi, khá là đen một cái là Timmy ulti hơi chậm các bạn ạ. Không phải ulti hơi chậm, mà là mình với Timmy chưa ăn ý. Nhưng mà cũng may, mặc dù là pha đấy mình với Timmy không ăn ý, mình nằm xuống. Nhưng mà
mình cũng đã giúp ích được cho team là mình rỉa cầu máu rất là khỏe rồi. Đấy, và đây sẽ là một pha quét sạch đầu tiên của tụi mình luôn các bạn ạ. Sau hơn 11 phút vật vã, 11 phút mà bị tên bạn đè ép, bị tên bạn chèn ép các thứ nhờ. Đấy, một pha combat thành công. Nói chung là chưa ăn ý thôi, pha mà đấy mà ăn ý tí là tụi mình có thể à đâu, mình sống được pha đấy luôn đấy chứ. Đó, nhưng không sao nha. Ít nhất là kể từ cái pha đấy là bây giờ tụi mình không sợ được các bạn ạ. Mình thì hổ báo, từ nãy giờ mình toàn cân 4 cân 5 thôi các bạn ơi. Thấy không? Cũng may pha này mình vẫn vừa chít kịp mạng của Liliana ấy, chứ thôi là đi rồi. Đó, còn ở trên thì đương nhiên là AoE vẫn đấm thôi. Mình không biết ở trên sao bị AoE đấm rồi, nhưng mà AoE xanh quá. Tôi chơi, tôi phá. Đấy, tầm này thì AoE đuối rồi. Vừa nãy thì AoE khỏe đấy, AoE xanh đấy. Nhưng bây giờ nhá, không sợ AoE nữa đâu. Không sợ các bạn ạ. À, mặc dù pha này tôi nằm. Không, giờ sợ đó. Pha này thì sợ đấy. Đúng là AoE còn sống là khó chơi các bạn ạ. À, AoE mà nó không sống cơ thì mới khó các bạn ơi. Và trận đấu kéo dài tới phút thứ 15. Nhưng mà các bạn có để ý nhá, từ nãy giờ ấy, bao nhiêu pha rồi vẫn chưa chừa. Bao nhiêu pha rồi vẫn chưa chừa. Xài chiêu đu dây chưa bao giờ chúng mình nhá. Chỉ cần mình lướt chiêu hay là mình nháy được rồi. Nhưng mà anh ta rất là hổ báo. Và cái giá phải trả gì đó chính là Một con Chi Gia các bạn ơi. Trời ơi, xin nhẹ con Chi Gia chứ còn gì nữa. Đã thế nhá, Ngộ Không rất là hổ báo ở ngay pha này. Mình biết là anh ta sẽ cố gắng tàn hình để bắt mình đấy. Nhưng mà làm sao mà bắt được bởi anh Vũ đúng không? Đó, bắt đầu tàn hình lên rồi đấy. Thấy chưa? Nhưng mà quên mất là có Timmy à. Nhưng mà cũng hay nha, anh ta cũng biết luồn lách. Anh ta vẫn quay trở lại giết được bạn của Iggy là hay đấy. Pha này đánh giá là 8.5 điểm cho Ngộ Không đấy. Nhưng mà sau khi nằm xuống thì sao? Nằm xuống thì tem bắt đầu hổ báo đây. Đúng rồi, vào chơi. Trời ơi, AoE đâu? AoE không có AoE là tem bạn đi hết. Lại tiếp tục né chiêu hay. Lại tiếp tục xài chiêu hai lướt né được chiêu của AoE. AoE lại nằm xuống. Trời ơi, làm gì được pha này nữa. Một pha giết được 4 mạng của tem bạn này. Bây giờ tem bạn chỉ còn được mỗi ai? Erin. Thì bây giờ một con Erin vừa nép vừa yếu. Đã thế còn lên full dam nữa thì thôi. No hop. Lật kèo của mình. Nice. Tem mình quá là hay luôn. Lật kèo quá là đẳng cấp luôn các bạn ạ. Được rồi. Và sau một hồi mình chơi ấy, thì cuối cùng là trận này mình mới cộng được lên tới tận 89 điểm nha. Trời, hên là trận này hình như mình MVP đấy. Trời ơi, các bạn ơi. Và biết tin gì không? Sau một hồi mà mình chơi ấy, thì đáng lẽ mình tính chi tiếp ấy, mà ai có dè là đấu đỉnh cao nó đóng cửa rồi các bạn ạ. Bởi vì mình chơi tới quá 12 giờ rồi ấy. Đó, và các bạn biết gì không? Xui thêm một cái nữa là mình chỉ còn đúng 43 điểm nữa. Nói chung là chơi thêm một trận nữa nha. Mình chơi thêm một trận nữa là mình sẽ lên được top 50 các bạn ạ. Nhưng mà xui dã man là mình đã bị hết thời gian để mình chơi rồi. Bởi vì tối nay mình chơi khá là muộn. Thế nên là mình đã không đủ điểm để mà hoàn thành cái hành trình. À đâu, hoàn thành một đêm lên top 50 của mình khá là xui các bạn ạ. Nói chung là bởi vì là mấy trận vừa nãy ấy, mình cộng khá là ít. Nếu như mà mấy cái trận đầu tiên ấy mà mình cộng tận 6 mấy điểm, 7 mấy điểm cũng được, thì mình có thể mình lên được top 50 rồi. Nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, mấy cái trận win vừa nãy mình cộng được có 20 mấy điểm mà. Được mỗi cái trận cuối là mình cộng 89 điểm thôi. Nhưng mà thôi không sao. Không được hôm nay thì ngày mai mình kiểu gì cũng lên top 50. Nhưng mà cũng coi như là bây giờ mình cũng lên được top 50 rồi đi các bạn ạ. 43 điểm thì bình thường à, một trận nữa là mình lên rồi. Nhưng mà cái khó đây nè, cái xui là ở chỗ hai trận thua này. Hai trận thua gặp AFK. Hai trận này mà hai cái trận đấu hai trận này mình không gặp AFK nhờ. Mà hai ông đấy mà kiểu đánh đàng hoàng hoặc là không AFK ấy, tay mình chơi ok thì mình nghĩ khả năng cao là cũng có một trận thắng rồi đấy. Nhưng mà thôi, cũng không biết trước được, lỡ đâu mà người ta bận hay gì đúng không? Cũng phải thông cảm cho người ta một chút các bạn ạ. Bởi vì đâu là lỡ đâu mà một ngày nào đấy mình cũng bị bận hay là mình gì đấy, mình lỡ AFK thì cũng đâu biết được đúng không? À, còn thì bây giờ mình cảm ơn các bạn đã xem một đêm đấu đỉnh cao của mình. Hành trình mình leo top 50 ở trong một đêm với con bài Hayate này thì cũng gọi là hoàn thành rồi đấy. Chỉ là thiếu một chút xíu, hơi xui một cái là hơi xui thôi. Đấy, đừng quên để lại một cái like, một cái đăng ký. Đó, và hẹn các bạn ở những cái series đấu đỉnh cao tiếp theo của mình nhá.